Đó, và chỉ trong cái livestream này thôi. Ừ. Sau 12 giờ là hết. Tụi mình mà tắt livestream một cái là cũng hết cái đó luôn. Ừ. Đó, thì có một món quà nhỏ nhỏ thôi. Mỗi người cái món quà đấy chia cho từng người một thì nó cũng bự đấy, không nhỏ lắm. Nó cũng bự ra chứ nó không nhỏ lắm đâu. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã đây. Luôn ủng hộ, luôn yêu thương. Áo bao nhiêu ký vừa? Bây giờ em nói cái ký với cả cái chiều cao của em đi để anh tư vấn. Chứ ký nào cũng vừa hết. Coi là vừa đẹp hay vừa xấu thôi. Cái gì? FC Zulu mãi đỉnh. Nói chứ chắc là cũng có nhiều bạn ngại cái việc mà nói ký hoặc là nói chiều cao ra thì cái size 3 này của Dương đang mặc. Cái size 3 này của Dương đang mặc là dành cho những cái bạn mà gọi là khủng long đó. Là những cái bạn mà cứ tầm 1m8 từ 1m75 từ 1m75 đúng rồi đến 1m8 trở lên. Dương 1m83 1m81 đó. Chắc là tại lưng nó gù thôi chứ ngày xưa tôi 1m83 thật đó. Đó, như là kiểu như là lưng gù xong bây giờ như là bị tụt xuống đấy, dùng cái ngồi sát sát đi một tí đấy. Cái áo này thì rất là basic thôi, ai thích thì cũng làm một cặp này là cũng ok. Không, như áo này là cháy hàng, mới vừa restock lại vô lần trước mọi người mua là nó hết rồi. Áo này là một trong những cái best seller của Onism đó. Màu dễ mặc, màu này siêu dễ mặc luôn. Mà nó lên đây là tại vì hôm nay live bằng cái đèn mà mọi người nhìn không có rõ chị, chứ bình thường bạn ngoài nhìn trắng da lắm luôn á. Chị ơi, chị có bán áo, có áo bán ở trên Shopee ấy, em vào onism.stu. Ai biết cái nick shop của mình, ai đã từng mua đồ của shop của hai đứa mình thì comment giúp mình, comment cái tên nhá, onism, comment nhá. Cái tên giúp mình. Comment cái tên giúp mình. Tất tần tật các sản phẩm hiện tại trong cái livestream này, trong cái thời lượng phát sóng cái livestream này là đều xa le 15%. Đó là một món quà nhỏ tự tôi dành cho mọi người. Trời ơi mọi người, xa le còn có 270 thôi mọi người. 270 con cá thôi. Xa le còn 270 con cá tầm đó. 1m58 nặng 49kg thì anh nghĩ là em nên mặc size 2 tại vì cái số đo của em khá là gần giống là cái số đo của chị Lucy. À, đây size 2 là nó gì nè mọi người. Chỗ này mặc thích lắm, mặc kiểu như là nó mặc mùa hè nó mát á mà giải nó dày vừa phải để mà nó không có bị dày quá, nó bị nóng nè. Hay Dương ha. Còn nhiều khi mùa hè mà có nhiều cái vải mà dày thiệt dày ấy thì nó ấy, nhưng mà nó mặc nó sẽ hơi bị nóng một xíu, còn cái này là vừa phải nha mọi người. Dày mặc vừa phải. Vừa mát mà vừa đứng form nữa. Bo cổ ôm. Ôm nè. Hình in nổi. Nó có cái hình mờ 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 ở dưới đây để nó nổi khẽ lên á. Đây hình in nổi. Đấy bo cổ cũng ôm. Không bị ráo. Áo mặc cũng mát, sao chị xinh vậy em? Chả biết. Cái gì tại mặc áo luôn đấy. Về đây lúc mà quen với bà Dương là toàn là bị dụ mặc áo luôn không. Nhưng mà ai khen là lúc mà Lucy mặc áo thun cũng trẻ ra hơn lúc trước hết á. Anh chị mở TikTok shop đi á. Ừ, nói chung là để anh chị coi đã. Ừ, mình mà mở bằng nick cá nhân được vô. Anh cũng không biết là mở bằng nick cá nhân hay gì. Đạt kêu tặng hoa. Cảm ơn anh Đạt. Cảm ơn Đạt. Em không thấy áo đó thì chắc là hết rồi. Ơ kìa. Ơ sao kỳ vậy ta? Hết rồi à? Em muốn mua thì làm thế nào? Bây giờ em vào Shopee. Anh đã nói rồi, bây giờ em mua. Ai mà muốn mua áo thì vô Shopee giúp mình. Này có bạn này nói này, em là cao 1m55, size 2 vẫn ok nè. Là bạn này bạn mua rồi, màu này xinh lắm. Mọi người lên coi review ở trên shop Spare là có hết á. Trên Spare là có review hết từng cái sản phẩm này luôn. Shopee không có. Ai comment cái nick Shopee vô giúp mình với không thấy áo ở Shopee á thì khả năng hết rồi em ạ. Em mới mua xong mà. Ừ mới mua xong kìa, không hết được đâu. Shopee tên shop là gì? Onism.stu .stu Onism.stu. Không phải Amesimai nha, không phải Amesimai, Onism nha, Onism. Đây để chị. Nha. Onism, Onism. Ai mua được áo vào đây chấm cái coi. Đó. Đấy đấy mọi người đang gõ lên đúng rồi kìa. Đúng ai rồi, mua đúng được rồi. Rồi chấm lên cho Lucy với Dương cái coi. Đó, ai đã từng mua rồi nè. Này là đợt trước là lần đầu tiên á Dương. Mình có like, mình có tặng các bạn cái này nè. Với lại là mọi người ơi, mọi người xong rồi mọi người vô IG của Lucy nha. Hôm nay sẽ có gift.
giveaway nữa. Đã sale rồi, đã sale rồi nhưng mà vẫn sẽ mở một cái giveaway để cho mọi người chơi. Cho một cái ending thật là trọn vẹn. Cho nó vui vẻ, cho nó vui vẻ cả để làng. Để mình lấy lọc đó, để mình có yêu nhau hoài luôn. Ý yêu là nhiều cái ending. Nhận lại thì bây giờ cho đi thôi. Size 2 bao đẹp. Cho ở TikTok shop á. Anh không biết em ạ, anh không biết cho ở TikTok shop. Anh bị nhà quê. Hôm nay mình tính khoe đồ mà mình tặng nữa. Mình khui thiếu quà rồi. Cái hôm nay bà có nhiều quà lắm, tôi chả có gì. Nghe Lucy có quà nữa nè, đây là quà của Tấn Dương tặng Lucy. Ngày hôm nay Dương có một chiếc túi này tặng cho bà. Tại vì hôm bữa có đi hai đứa có đi vô một cái trung tâm thương mại. Ừ. Cái đi vô cái cửa hàng bán vali. Nhưng đúng mà rồi. Nhưng mà cái vali đấy nó lại màu bơ. Bà ấy kêu là cái màu ấy xinh quá mà không có cái màu ấy để cho bà ấy mua, không có cái vali để cho bà ấy mua. Ừ. Đó, nhưng mà bây giờ thế là xong cái Dương mới kiếm mấy cái đồ gì mà nó màu bơ rồi kia, tại bữa bà ấy kêu bà ấy thích thì để tặng bà ấy. Bây giờ tự nhiên tặng sinh nhật bà ấy cái vali cũng kỳ. tặng Annie cái vali thì kỳ, thế là thôi tặng cái túi đi để mang cho nhiều. Áo hết rồi á. Hết rồi. Cảm ơn Dương. Hết rồi thì biết sao giao sao giờ. Chết rồi. Chị Lucy chào em đi. Con hổ. Chào con hổ. Chào con hổ. Xin chào mọi người. Hết rồi ạ. À. Ừ hết rồi chị. Dương hứa là em đi nào Dương cũng sẽ tặng quà. Dương sẽ tặng hoa. Nay Dương cũng tặng hoa gần. Tặng hoa hôm qua. Nhưng mà hôm qua đặt cái túi nó không về kịp. Hôm nay nó mới về. Nên là hôm nay tôi mới tặng bà. Anh Dương để kiểu tóc như trước đẹp trai hơn đó, thì anh biết rồi. Nhưng mà bây giờ là cái tóc là nó đang không có dài ra được. Em có hiểu không nhỉ? Em có hiểu cái lòng anh không? Em có hiểu cái lòng anh không? Tóc anh nó không dài được bây thôi giờ. Tiếp đi ạ. Bây giờ thí dụ mà tóc nó ngắn như này mà chỉ hai mái thì nó cũng kỳ. Đừng như ơi tụt view như chỉ hai mái tụt view. Tóc 3 phần đâu có đi chỉ hai mái kỳ nha kỳ. Tóc này cũng ok mà. Ừ anh trông tóc này cũng ok, cũng gọn gàng đây là tại vì mới gọi đầu nên là tóc nó xẹp xong rồi cái. Sao mọi người cứ nói mua áo không được nhờ? Ừ. Tại sao chứ nhỉ? Em không mua nhưng mà anh trai em mua nên em mặc ké được, một sự lựa chọn hợp lý. Anh nối tóc dài hẳn ra cho giống chị gì. Cái áo màu nu nó nằm ở trong cái áo màu xanh. Mọi người ơi nhìn vô cái áo này. Nó có cái phần chọn màu. Mọi người hiểu không? Nó có cái phần chọn màu. Ý là cái áo này màu tím. Mọi người có nhìn thấy cái áo này màu tím không? Mọi người bấm vô cái áo màu tím đó, xong nó có một cái phần chọn màu là chọn màu kem. Chết dở thiệt đấy chứ. Đây đợi xíu bà thay áo màu tím bà ngựa lắm. Anh mua lại bộ tóc giả của Otis. Ừ khả năng là như thế đấy. Lẽ ngày mốt là anh qua nhà Otis chơi. Nên là khả năng là ngày mốt là có hẹn Otis qua nhà Otis nấu ăn. Nên là khả năng là xin bộ tóc giả. Em không muốn nghe. Dương mặt như ngu thế nhưng để gần thế. Muốn mua đã thì cái máy bà thằng. Đã cái máy. Anh Dương nuốt cây đèn chùm sau lưng đi anh. Hả ra phải để đèn nó nuốt nè. Dương quay qua Dương cặp là được nè. Đó. Biết sao mà được tặng nón không? Gì? Sao? Tại vì cái tóc xấu quá. Ai không muốn thích cái tóc này của Dương thì xin mời tặng anh Dương cái nón. Ai mà không thích nhìn cái bộ tóc này thì cứ đội nón thẳng vào đầu tôi đi. Tôi chấp nhận. Khoan thẳng cái nón vào đầu. Brand của Dương có sale không? Brand tôi hết áo rồi. Hết rồi. Mọi người mua hết rồi. Thôi các em đi lần sau đi. Hẹn mọi người em đi lần sau. Hẹn mọi người em đi lần sau thì. Em đi lần sau mà kiểu giống như mình có nhiều đồ hơn ấy. Tôi bán hết rồi mà tôi không về áo kịp nên là hôm nay tôi sale onism thôi. Mọi người thông cảm nhé. Ê Dương,
cái cho Lucy lên trước đi Lucy. Cho mình chỉ mọi người cái chỗ. Vô. Đây, cái áo này nó có hai màu như vậy nha mọi người. 3K8. Bây giờ lên view 4K là tặng một cặp áo này. Được không? Được. Chơi đi. Giờ vừa nãy là giveaway một cái áo màu be, bây giờ lên 4K tặng thêm cái nữa. Đây. Được chưa? Dương. Ơi. Đây đây là cái áo màu xanh, mọi người vô. Mệt lắm. Đừng có chọc cười nữa. Đây cả nhà ơi, cũng gớ ghé là đọc nó đó. Ủa cái điện thoại đâu chị đâu vậy? Đấy người ta nói. Đấy người ta nói cho. Lên 4K là tặng thêm một cái áo. Lên 4K là làm giveaway ngay cái áo nữa mọi người ơi. Lên 4K là giveaway một cặp áo luôn. Cặp luôn, mặc là phải mặc cặp. Annie là phải là một cặp.